Chào các bạn. Xin chào các bạn, hiện tại thì trên mạng của các bạn là trận chung kết bóng chuyền hai nữ. Đây là giải đấu trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và hiện tại là trận chung kết. Trong trang phục màu xanh dương gần với màn ảnh đó là đội bóng nữ của Trịnh Thanh. Còn áo màu bên kia là đội bóng nữ của ngân hàng Sacombank. Trịnh Thanh đã có điểm số đầu tiên 1-0. Tiếp tục là điểm số thứ hai cho Trịnh Thanh 2-0. Tiếp tục là điểm số cho Mỹ Thanh 3-0. Bóng ngoài sân, điểm cho Mỹ Thanh 4-0. Tiếp tục giữ phong độ cái cô ơi, phong độ đang lên nha. Bóng không qua lưới, điểm cho ngân hàng Sacombank 1-4. Bên kia có bạn Libero đập dữ quá. Thích rồi, các bạn Libero đập dữ quá ha. Điểm cho Vị Thanh 5-1. Bóng ngoài sân, điểm cho Vị Thanh 6-1. Vị Thanh giao bóng. Điểm cho Sacombank 2-6. Chúng màn hình luôn, nhưng mà ngoài sân. Bóng ngoài mà. Điểm cho Sacombank 3-7. Là cô Long ơi. Cái đỏ và bóng nhiều quá. Bóng ngoài sân, điểm cho Vị Thanh 8-3. Tiếp tục bóng ngoài sân, điểm cho Vị Thanh 9-3. Bóng trong sân, điểm cho Vị Thanh 13.
hiểm cho ngân hàng Sacombank 40. Không tốt, điểm cho Vy Thanh 11-4. Chạm tay trắng, điểm cho Sacombank 5-11. Đập bóng tốt, điểm cho Vy Thanh 12-5. Tiếp tục điểm cho Vy Thanh 13-5. Bóng trong sân, điểm cho Sacombank 6-13. Bóng trong sân, điểm cho Sacombank 7-13. Bóng không qua lưới, điểm cho Vy Thanh 14-7. Bóng trong sân, điểm cho Sacombank 8-14. Giao bóng ăn trực tiếp, điểm cho Sacombank 9-14. Điểm cho Sacombank 10-14. Bỏ bóng tốt, điểm cho Vy Thanh 15-10. Bóng ngoài sân, điểm cho Vy Thanh 16-10.
xong ra lưới điểm cho Vũ Thanh 17-10. Bóng trong sân điểm cho Sacombank 11-17. Bóng không qua lưới điểm cho Sacombank 12-17. Bỏ bóng tốt điểm cho Vị Thanh 18-12. Bóng không qua lưới điểm cho Vị Thanh 19-12. Điểm cho Vị Thanh 20-12. Xuất sắc cô Ly ơi. Xuất sắc. Bát rồi, muốn bát rồi. Kết thúc. Vị Thanh chiến thắng với tỷ số là 21-13. Lộn nó lại mấy hồi.